Nếu anh em mà muốn tìm cho mình một chiếc lồng chim chòe than bằng tre già thì anh em có thể tham khảo cái mẫu lồng này ngày hôm nay nhé. Đây là một cái mẫu lồng chòe than tre già size 42 cm. Hiện tại thì lồng bên em đang để mộc nhé. Đấy, anh em mà đặt nhận lồng mình có thể vào thêm một lớp dầu thì lồng nó sẽ lên màu rất là đẹp. Ngoài ra bé sẽ tặng kèm thêm những chiếc nam dự phòng này để phòng cái trường hợp mà anh em cần sử dụng đến. Đó. Và ngày hôm nay anh em lên đơn thì bên em sẽ tặng đầy đủ phụ kiện cho anh em gồm móc này, bầu bí này, cầu cóng và áo lồng, chọn bộ cho anh em về chỉ việc chơi thôi nhé. Đây là một cái mẫu lồng chòe than size 42 cm. Đây, cái phần chân này làm rất là đẹp này. Đây, hiện tại thì lồng đang để mộc mà cũng nhìn đã rất là bóng rồi. Đấy, anh em mà nhận hàng mình vào thêm một lớp dầu nữa thì đẹp long lanh luôn. Đó. Đây là cái phần mắt che già nhé, màu đen đen này, đây là phần mắt che size 42 cm. Và nếu anh em yêu thích chiếc lồng này thì hãy liên hệ ngay với siêu thị lồng chim để đặt lồng nhé. Đấy, mẫu lồng chòe than 42 cm.